điểm của chúng ta thôi, cũng như các tỉnh Nam Đồng nói chung, là cầu nối giao thông, kinh tế, chính trị, an ninh phòng, sân bay quốc tế An Tơ, giáp đường quốc lộ 18, trên tuyến đường nối An Tơ từ quốc lộ 1 đến đường sân bay quốc tế An Tơ tổng mức đầu tư lên 36 triệu đô la. Được rồi, lão Việt Nam. Nhà chúng ta đang làm việc khắc phục tạm thời trong căn nhà sự khắc phục phòng nội dung và công ty và tham gia các công ty cả qua mưa Việt Nam vào thì thưa đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam Lào. Mặt trận Tân Lập Tổng Ty Văn Can, Mặt trận Tổng Ty Sơ Văn Can, Phan Chấp Quán, Lê Hồng Chấp Quán, Kỳ Lập Tổng. Kính thưa các đồng chí Bộ trưởng, Toàn Thứ trưởng, các đồng chí Tỉnh trưởng và Phó Thủ trưởng. Mặt trận Tân Lập Tổng Ty Văn Can, Tăng Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia, Thảo Kẻ Nhà Vũng, Đại Mô Mẹ Bà Sà Xuân, Mạng Sài Xê Thả, Mẹ Bà Tân Tùy, Tỷ Hạ Mẹ Bà. Kính thưa các vị khách quý, việc ngoại đầu tư vào du lịch của tỉnh Phát Tập Bư là dự án trong kế hoạch phát triển hạ tầng cơ sở giao thông vận tải của chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, vừa mang một ý nghĩa quan trọng đối với các nước phát triển Lào, Việt Nam, Campuchia cũng như việc hòa nhập với khu vực nói chung. Nằm sai đây ngàn án, đây là Pacific Quân Sùng Xuất, Phạm Bà Châu có mọc sản nằm đến Lăng Cao, ให้ท่านเจ้าแขวงแขวงยัตตปื้เป็นผู้ชี้นำนำพาจะตั้งคุ้มครองปกปักรักษาและนำไส้ต่อไป nhằm làm cho sân bay này được quản lý, được bảo vệ và được sử dụng lâu dài và có hiệu quả cao nhất. Tôi xin bàn giao sân bay này cho ông tỉnh trưởng tỉnh An Tâm Bư sẽ là người chỉ đạo, lãnh đạo trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng sân bay. Thay số đi, có ai quân sai anh bác sư, đề phản án thàn chủ mạng lý sánh nhà xóm, lý cả tí cán nhầy, và thàn bác thiết, แห่งสสปลาวประธานทางเขียนตึ้งสร้างกรรมการกรมการเมืองศูนย์การพักคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศแห่งสสเวียดนามจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียดนามอันมีเกียรติสูงของตนคุยกับผมสิ่งที่ชุดเดินชุดต้นแต่เน้นđồng chí Chu Minh Sinh Nhân Soạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Trương Tân Sang, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sức khỏe và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vinh quang và cao cả của mình. Tôi vinh dự trân trọng kính mời đồng chí Trương Tân Sang, Chủ tịch nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Dự án sân bay quốc tế An Tâm Bư là một trong các dự án trọng điểm ở khu vực Nam Lào. Đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nam Lào nói chung cũng như tỉnh cũng như dự án sân bay An Tâm Bư nói riêng. Tàng là Park Lap Lê ประชาชนเวียดนามข้าพเจ้าขอแสดงความขอบขอบใจอย่างจริงใจมายังพรรคลาวและองค์การปกครองท้องถิ่นขั้นต่างๆและแขวงอัตตปือได้เอาใจใส่สังเวียนไข่kính thưa đồng chí Trương Tân Sang, Chủ tịch nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa toàn quyền giữa hai đảng, hai nhà nước và dân hai nước Lào và Việt Nam mãi mãi bền vững. Xin cảm ơn. Khó tự bệnh diện Hiên Sơn, Thần Thàn Nguyên Xuân Phúc, Thần Thàn Sống Sà Vạn Liên Sà Bắc, Thần Đốc Tơ Vân Trăng Sinh Thơ Vông, Thần Đốc Tơ Nam Nhà Kiệt, Thòm Đuổi và Thần Thàn Lạc Thông Môn Ti. Đồng chí đại sứ Việt Nam tại Lào, đồng chí đại sứ Việt Lào tại Việt Nam, đồng chí tổng giám đốc công ty Văn Thành cùng hiệu trưởng Nguyễn Sơn Thành và các bạn Trạng Phai Lao Việt Nam.
Việt Nam và Campuchia cùng tham dự sự kiện đó. Trên đỉnh núi á, bữa nay thầy giáo mới xuống làm bí thư chủ tịch, mới toanh bữa nay mình đáp máy bay tiếp trên cái đỉnh đó. Giáo dân không biết bà con giờ ra sao nhỉ? Cái quá trời này, cũng thấy à? Thiếu đường sao? Cái vùng đó nghèo lắm.